Tiếp theo mình xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục cà phê đời sống. Và thưa quý vị, hiện nay thì có rất nhiều người bị mất những tài khoản mạng xã hội lâu năm chỉ vì những lý do bất cẩn trong quá trình sử dụng. Vì mất cảnh giác khi đăng nhập vào những đường liên kết về bình chọn cuộc thi hay là khảo sát từ những tài khoản mạng xã hội dẫn đến việc người dùng bị tấn công mạng và mất tài khoản cá nhân của mình. Và đã có rất là nhiều thông tin cảnh báo đến người dùng về việc lộ thông tin cá nhân khi mà mất các tài khoản mạng xã hội và những hệ lụy đáng tiếc. Nhưng mà tình trạng người dùng mất các tài khoản mạng xã hội vẫn liên tiếp xảy ra. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ một chuyên gia an ninh mạng để có thêm những kiến thức để giúp chúng ta có thể hạn chế tình trạng này. Chị Lê Kim Hằng là một người dùng mạng xã hội lâu năm, nhưng đến một ngày đăng nhập vào tài khoản mạng của mình chị thấy bị vô hiệu hóa. Chị Hằng cho rằng việc bị mất tài khoản mạng xã hội vô cùng dễ dàng và ai cũng có thể gặp phải trường hợp này. Tức là họ đã lấy mất cái tài khoản xã hội của người thân, bạn bè, sau đấy rồi họ nhắn tin cho mình và nói rằng mình ấn vào một cái link và sau đấy rồi truy cập tài khoản và mật khẩu. Thì sau đấy em cũng đã làm theo và đã bị mất tài khoản. Những chiêu thức để hack tài khoản mạng xã hội vô cùng tinh vi với nhiều thủ đoạn khiến người dùng không thể ngờ tới. Và khi bị mất tài khoản mạng xã hội thì người dùng cũng một phần bị lộ thông tin cá nhân. Trước những nguy hiểm của việc bị mất cắp tài khoản mạng xã hội, hiện nay nhiều người dùng đã được tuyên truyền cẩn trọng hơn để bảo vệ tài khoản mạng xã hội cá nhân. Thực sự là tôi rất là lo lắng bởi vì là trên mạng xã hội có rất nhiều các cái đường link lạ và rất dễ khi mà mình có thể truy cập vào nó một cách mất kiểm soát. Bởi vì là những cái thông tin đấy làm cho mình cảm giác là bị thu hút khi mà nó đính kèm với những các tin thật giả lẫn lộn đấy. Nếu như mà em nhận được cái đường link thì em cũng sẽ cẩn trọng hơn và xem xét là cái đường link nó là được gửi từ đâu và em thường là em sẽ không bấm vào những cái đường link đó. Tài khoản mạng xã hội cá nhân bị mất đồng nghĩa với việc các đối tượng lừa đảo nắm bắt được thông tin cá nhân của người dùng. Khi bị mất thông tin cá nhân, người dùng có thể gặp nhiều rắc rối như hệ thống mật khẩu, hộp thư không còn được bảo mật hoặc lộ bí mật thẻ ngân hàng vô cùng nguy hiểm. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình ạ. Hiện nay thì có rất nhiều người dùng bị mất các tài khoản mạng xã hội lâu năm. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà người dùng lại bị mất những tài khoản như vậy ạ? Vâng, thực ra là cái việc nguyên nhân mà mất thông tin tài khoản xã hội thì rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là chính người dùng người ta cho thông tin tài khoản, thông tin đăng nhập của mình cho một người khác và người ta sẽ sử dụng thông tin đấy, có thể dẫn đến là bị mất. Giống như thứ hai là qua lừa đảo phishing, nghĩa là khi mà người dùng click vào một cái link lạ và dẫn đến là họ sẽ đăng nhập vào cái link đấy thì dẫn đến tài khoản mất tài khoản. Hoặc là có thể qua những cái hình thức là ví dụ như là khi bị khai thác qua phần mềm hoặc là lộ lọt từ chính những nhà cung cấp các cái tài khoản mạng xã hội đấy, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội là qua những thông tin như đấy. Như chuyên gia vừa chia sẻ thì nếu mà bấm vào những đường link lạ thì mình có thể bị mất các tài khoản mạng xã hội. Vậy thì thực tế vẫn có những cái lúc mà người thân gửi cho mình những cái đường link như thế thì mình sẽ phải có những cái cảnh giác như thế nào khi nhận được những cái đường link lạ từ người thân ạ? Bình thường khi mà mọi người bấm vào một cái đường link lạ ấy, thì không chỉ là mỗi mất tài khoản xã hội đâu, nó sẽ có khá là nhiều hậu quả nếu như mà đấy là một cái link độc hại. Ví dụ như là người dùng có thể bị tải một cái file mã độc về máy và máy có thể bị chiếm quyền điều khiển và có thể bị mã hóa dữ liệu. Hay là người dùng có thể là bị khai thác qua lỗ hổng phần mềm cũng dẫn đến là cái việc là mất cái thông tin về bị chiếm quyền điều khiển thiết bị này, bị mất thông tin dữ liệu cá nhân trên cái thiết bị đó. Và cái thứ ba là bị mất những thông tin về tài khoản mạng xã hội khi mà một là máy bị chiếm quyền, hai là người dùng khi bấm vào đấy thì nó sẽ chuyển sang cái việc là đăng nhập qua cái link đấy thì dẫn đến người dùng mất cái thông tin tài khoản mạng xã hội. Thì đấy là những cái nguy cơ mà khi mà người dùng bấm vào cái link hạ. Còn cái việc là đối với người thân mà gửi link hoặc là người quen mình gửi một cái link bất kỳ thì người dùng nên cảnh giác đối với những cái link. Thứ nhất là những cái link mà cái tên miền của nó trên cái thanh địa chỉ ấy, mà nó bất thường, nghĩa là nó không giống những cái link địa chỉ mà mình hay thường gặp. Thứ hai là nó sẽ có gần giống những cái thông tin cái link mà mình hay ấy, nghĩa là để ý kỹ những thông tin về cái link đó, đặc biệt là đối với những cái đường link mà bắt yêu cầu truy cập hoặc tải những cái file bất kỳ ở trên đó về. Hoặc là đối với trường hợp mà mình vẫn muốn vào xem thì nên tự gõ ra
và kiểm tra kỹ cái thông tin đường link để đảm bảo cái đường link đấy không phải đường link giả mạo của những cái đơn vị mà mình hay thường vào. Ví dụ như là ví dụ mình vào một đường link của Facebook chẳng hạn, nhiều khi nó sẽ bị thay bởi chữ O bởi một chữ O chẳng hạn, chữ O bởi một dấu chữ số 0 ấy, hoặc là một cái đường gạch bình thường, hoặc là có thể .com một cuối cùng hay như nào đấy, nghĩa là nó sẽ có những cái ký tự gần giống với cái đường link thật. Thì đấy là những cái người dùng nên đề phòng. Và khi mà cái việc mất các tài khoản mạng xã hội như vậy thì việc lấy lại có khó không ạ? Cái việc khi mà bị mất tài khoản mạng xã hội rồi thì cái việc lấy thì nó sẽ tùy thuộc vào đối với từng mạng xã hội và cái quy trình của đối với từng mạng xã hội mà mình đang sử dụng. Và có những trường hợp mà cái tài khoản mạng xã hội mình mất như thế nào nữa. Ví dụ như là người dùng quên mật khẩu chẳng hạn, đấy cũng là một trường hợp mất. Thì cái việc lấy lại nó rất là đơn giản qua cái thông tin xác thực email hoặc số điện thoại. Nhưng có những trường hợp mà mình bị hack, bị lấy mất link, nghĩa là bị phishing và đối tượng khác đã lấy được cái thông tin đấy, hoàn toàn đối tượng đã thay đổi cả cái thông tin đăng nhập của mình, ví dụ như email hoặc số điện thoại, nghĩa là cái thông tin để lấy lại số mật khẩu đấy là mình cũng không còn nữa. Thì cái việc lấy lại nó sẽ phức tạp hơn, sẽ yêu cầu xác minh rất nhiều. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào đối với từng mạng xã hội và họ sẽ hỗ trợ đến mức như thế nào. Thì tốt nhất là đối với những trường hợp này thì người dùng nên liên hệ đối với lại cái đơn vị đó để hỗ trợ lấy lại. Có cung thì có cầu đúng không ạ? Vậy thì hiện nay ở trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện rất nhiều dịch vụ lấy lại các tài khoản mạng xã hội đã bị mất. Vậy thì chuyên gia có những cái cảnh báo gì với người dùng khi mà họ sử dụng những cái dịch vụ như vậy ạ? Người dùng nên tuân thủ theo cái quy trình lấy lại cái thông tin tài khoản của từng đơn vị đó và cố gắng thực hiện theo những quy trình đó. Trường hợp mà nếu mà không thể lấy được qua những quy trình đấy thì cũng có thể nghĩ đến một phương án như bạn cũng vừa chia sẻ là phải nhờ đến các dịch vụ hỗ trợ lấy lại thông tin tài khoản. Thì để mà lấy được thông tin tài khoản mọi người sẽ phải lưu ý thì phải xác minh chính xác hoặc là có những cái việc cái đơn vị có uy tín, nghĩa là cũng đã được một số người giới thiệu hoặc là người ta cũng đã lấy được rồi. Thì tại vì khi mà mình cung cấp những thông tin để cho những đơn dịch vụ lấy, họ lấy thông tin tài khoản cho mình thì thường là những thông tin khá là nhạy cảm, ví dụ như là họ tên này, các cái thông tin về căn cước công dân này, mật khẩu mình hay thường sử dụng này, đặc biệt là và cái thông tin email, số điện thoại các thứ. Đấy là những thông tin mà mình đang sử dụng cho rất nhiều những cái thông đơn cái tài khoản khác, và mật khẩu thường nó cho quen là nó sẽ có cấu trúc của mình và sau này mình cũng hay sử dụng những mật khẩu đấy, nên là có thể là từ một cái tài khoản này mình sẽ mất như cả những tài khoản khác. Nên là nếu như mà mình sử dụng những đơn vị mà không được xác minh rất dễ là dẫn là tiền mất nhưng mà tài khoản mình vẫn không lấy lại được. Có một vấn đề mà nhiều khán giả chia sẻ phản ánh đến đài truyền hình, đấy là những tài khoản mạng xã hội của họ bị thêm vào những hội nhóm như đầu tư hoặc là chứng khoán. Vậy thì tại sao họ lại bị thêm vào những cái nhóm như vậy và có cách nào để họ không bị làm phiền như thế không ạ? Hiện tại như là bản thân tôi cũng thỉnh thoảng cũng có bị thêm vào những cái hội nhóm như thế. Thì thực ra là cái việc thêm vào như thế thì thứ nhất là mọi người sẽ thấy là cái thông tin tài khoản của mình đã bị lộ. Thực ra là thông tin ở đây mới là cái tên tài khoản thôi nhé, là nghĩa là cái tên tài khoản mạng xã hội của mình đã bị lộ. Nghĩa là cái việc lộ đấy thì bây giờ các cái đối tượng có rất nhiều cách như là thu thập từ trên mạng này, mua bán qua những cái lần mà những cái đơn vị cung cấp dịch vụ đã bị hack. Ví dụ như một Facebook trước là đã bị hack, làm hàng triệu tài khoản xã hội đã bị mạng xã hội đã bị lộ. Thì đấy là những thông tin này, hay là Telegram, các thứ hoặc số điện thoại. Ví dụ như là những cái tài khoản mạng xã hội sử dụng điện thoại làm tài khoản thì đấy là những thông tin đã bị lộ, nên là thông tin tài khoản thì về cơ bản là lộ rất là nhiều. Còn cái việc là các cái đối tượng có thể thêm được cái tài khoản của mình vào các cái hội nhóm đầu tư hoặc là chứng khoán thì là bởi vì là những cái tài khoản của mình là bây giờ khi mà mình đăng ký tài khoản ấy, mình đang để những cái chế độ là mặc định, nghĩa là ai cũng có thể thêm mình vào bất cứ kỳ một cái nhóm nào khi chỉ cần biết là một là cái tên tài khoản hoặc số điện thoại. Thì để mà hạn chế cái việc này thì mình có thể vào trong cái bảng cấu hình của các mạng xã hội. Tùy mạng xã hội nó sẽ có khác nhau một chút, nhưng là sẽ có cái cấu hình để cho phép là chỉ ai, những ai mới được phép thêm mình vào các nhóm đó. Ví dụ như không ai được, hoặc là chỉ những người trong cái danh bạ của mình hoặc bạn bè của mình mới được phép thêm. Thì đấy là những cách để mình có thể hạn chế và chặn những cái đối tượng mà không phải là bạn bè của mình có thể thêm mình vào các hội nhóm. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình ạ.